ta muối bí bảy chung điều phối là kêu hai nhân viên đây mình phiền ở nghe nhau mà đừng nào ở trong mọi nhóm đây trong mọi dân cứ về làm pi ở có thiết ai một loại cao tập pi hai nhân mai shop hai thứ mà cho trong mọi dân cứ miền pram đừng ở nghe hai tầng pram nhẹ nâng miền chung một địa chia van rum lý dân bị tay sang để máy hai nhân nhóm tài liệu từ quay hai nhân ly kim lan hai nhân cứ chỉ content bao dân cứ miền pram được nghe content thì mỗi cứ về làm pi introduction content thứ ba cứ dạy em về management YouTube, content thứ ba cứ dạy em về digital marketing, nên content thứ bốn cứ dạy em về the organization, nên thứ năm chúng ta dạy em về conclusion. Hai này cứ chơi chung nội dung bộ này cái đại dạy em về introduction. Ở những đăng hay theo và chạy chia bên cạnh, đi chung bài những clang của các bạn qua chỉ biết thế và chạy chia ban phát đồ ở hai bị được bỏ tệ chốn, đòi vì muốn quật tập xa nằm vây tinh nhỏ ở văn rư có tùm nền nà môi để quật trong bàn ở lớn quật ạc bạch tập xa có quật ai tinh nhỏ văn rư có tùm nền nâng má để quân đập ra tiêu tạp ở quật nằm vây tôi ca kho rư môi có ít bóng nằm vây tôi ca còn mong ai văn mới nâng cực bàn này hơi ấy đại bực kê tiện nâng cư trong hôn khách cư ạc cực lai delivery tiện ở những châu tùm mưu ấy tới đại hai tha FN rồi cài tùm tì FN rồi cài tùm tì nâng cư dịch với đại ca tin từ mình mối để mình chung đam từ bốn cứ âm bài đại ban một cát lá nơi không xin em bị quan đọc đào lý thọ về tấn đại miền phong đơn mình nhé quân mình chung một thẻ ân bị chặt hơi quật có chưa chưa không ai dừng đáy hay trong một chuyện nào khi tiếp theo ở lý thọ về tấn nó cứ chả hàng muối đại miền tì tăng nơi tì đi thì nếu không kinh dương tòa quật quật mình lụa của phê đưa chia tâm lệnh bóng biệt bỏ bỏ rõ từ đây hay nên cùng mà còn đôi chia hai tha xong bị điện xong đáp thẻ ta xong ra nâng sọc hiệp bằng tay bằng tay dương mua từ lời ép ơn rồi ca tụ phi nâng tầng mù cứ miên lộ đôi chia xong được bóng phía xong bị điện kỳ la xong bị điện xong rạp cực công can thực pha xong bị điện xong rạp ốc phí hay nâng cương tầng hai rung tiếng tiếng hai chỉ trong cái cương là lấy tầng này bằng tay chỉ không cạn này đầy dương trong tinh ai văn nam môi bị không ép ăn một đôi ca sự pi nè lấy những thông cụ thoa hai dân trong tinh thực hơi một cặp ba được cặp pi cặp ba chọc cầm khang cầm hoa nước cứ đồng rời ao dân rung trăm dạng tết pi ngay từ bảy ngày còn tết không cạn đầy đây tha tùng ninh đầy dân cầm món nước cứ ăn miên là không sọc tề chân cầm hoa cứ đau đồng rời ao dân pi tì mũi cứ rung trăm đồng bảy trăm văn nên mặt đỏ cho sọc bình hơi tì pi cứ dân ăn ắt tin nhiều mạnh nừng hay đấy ban cầm hôn bắt đầu chuẩn bị phi ở dưới bảy nừng cứ đời xa tại ca đồng trăm bao cầm hôn nhưng cứ quật ắt ban cầm nọ tha ở ư bao tới trăm phi được gặp bay ngay chẳng để cứ ắt cầm nọ là hôn tới tỏ ấy mà nó chơi tập với bạn bạn đặt ở quạt đi chẳng lấy tay bật chân chỉ không cần này để dân tha ư bao nhung trăm ắt mà này ở bạn đang nhung trăm bạch ở bên nhà thằng làng ăn chấm cứ quật xong lại chơi tha tới tỏ rồi tới tin nơi fc như mua cả tập xa làm bay tin nhiều mạnh có trong ban mui nè mỗi tiết cứ dưng mơ từ lơ phải bạn đặt chuột bạc quạt cứ sầm rạp nè đài nơi đi thì nụp nụp bánh cứ quạt trăm pì một ngày từ một máu tới pì màu giang tràn một phật hai rồi dẹp pì một hai bốn máu giang tràn một phật sầm rạp bông ô này tệ chưa để quạt nơi ta mà đặt khai ngày ngày hơi quạt ai giờ ban mua một hai bốn máu ấy đấy mà xin chờ pì tặng một quạt riêng để chết để chẳng tới hai dưng mơ từ lơ đồng lại về bạn đặc trị chú cứ quật free tăng nhẹ đài nơi tăng khét hay nâng nhẹ nơi nông bình hay dân cho từ mưa em mỗi tiết cứ smile shop và smile shop cứ chưa về từ các tin tình mình tam là chân lịch mùi tái mình tái cứ em nâng quật và cả là đào chân trịch trần chung mua từ bốn đài ở biển từ bốn đài mau bị smile shop nâng cứ mau bị biển tha smile of Cambodian people đài bỏ chữ biết thật khi ta không ai dân tha năm nhóm được bảo vệ chế chân cầm vệ chế dường em nâng cư sẽ được ban bởi cạc lá chân lược được bộ nếu không xin em bị bọn đọc thay tổ lạ đau chân chết chân quật mình chung thay chết lì quật mà tì grong mà bị tì grong xin đáo được bảo vệ tế chân bất sân dưới nệ tầng ốc khá trong tình yêu văn bị em môi nâng ủ thó khá trong tình cả ai cháu cứ trong hôn đồng rời ao dân chăm dân tết cùng pi ngày tăng pi ngày đồng bay mang đến bán mui nằng hay đồng rạp chân chết bò tết cứ đồng rời ao chăm pi pi tập đá từ bay tập đá
phần tay xâm rạp không dễ bị phụng phí ngay để dương cầm mong nâng cứ khang cổ rộng khôn đùm ai ăn ở nhà đó dương khen to là ai bán dương mang cầm mong bàn dương ai thay dương trong khen to là bán bà dương dễ bê bây ngay đi cầm bốn ngay nước bàn mình ta bảo dân dân lời phí phí cứ ớt bà này 20 tiền không cảm này đại dương dòi bán bọc cót mà bà bà bê để dương dùng mà bà bà ụt hóa ra cả ai dương cầm mong nào bị để dân dùng một biện tứ phát tàu về đến thông được cái tôi chỉ luôn mọi giờ chấm cứ trong hôn an ở nhà ở dân do từ đồ màn dân ai do từ đồ chỉ ở lui bà dân một vén đưa cả dân ai do từ đồ giờ sai đây tôi chỉ nâng được cái thông chỉ nâng tích làm bài ở chơi nâng tôi không luôn giờ ai chẳng tới tận tai bảo tên chỉ không cần này đây dân tinh tùm nín xe đây chỉ tôi được tôi đưa môi cò tôi được tập này nên bây để dân ta hát dân cái thằng ai vẫn đang cứ việc ắt xong đang trở lại đại dân không tin mau không chừng này mau việc con nó phải việc ắt rồi là chẳng tất dân không dễ bây được bốn cái cứ trong hôn an nhà ở đâu dọc lưới bên bàn tiệt anh đang coi bây giờ chuẩn bị phải mua bác máy shop đào hay để tao nâng về bạn đặt tiền chuồn cứ đang người không thì trong cùng pin hay nâng nên này tạm khai cứ free bạn tay dạy bên một ca đồng chám dạng chám một hót một khai bốn máu dùm rạp ở tệ tử chôn đầy nơi không đi thì nơi không bánh đầy nơi tăng khẹt hay máy xóm đi phong đáy cứ bán chữ lưu dục Amazon Company một phơ chia cùng rù đầm bây phơ đầm nái ca chỉ cảm bắc luôn hay còn miền em xem tên chết để chết thịt mò là nâng chị đi nữa có quật cho cùng rù tạp đầy hay tại lọc một vĩnh máy xóm nâng cứ miền lụa đi chia xâm lược một bếp, cái này là dùng nếp mà hộp ở hát, dục hớ, hay nâng bậc hệ đưa chuyển co, hay nâng bật lại ấy chân tờ. Hay Smile Shop nâng bàn bật các luôn anh ha, luôn, mình tùm rộng chia bậc hệ business bài B2C, nâng ta bất tên chỉ dương mơ tờ lờ đầm lái cài chế bật cam bậc quát, cứ cột đau xung khăn tờ lờ, tiền B2B phó, hay nâng B2C phó. Phần tay bà xanh chìa ăn mở rồi cài bí cực của bạn bình dựa thang luôn ấy nhưng mình thùng rộng bạch mà dễ bằng tay bà xanh chìa dưỡng mơ từ lượt đâm nay cài chìa bực cao bảo quát cực quát bắt đầu cũng khan tiền bí thủ xí hay đừng bí thủ bí được kìa ạ quân xin được bao nhóm miên tập bản năng trong một cốt về được cạnh bằng to về ớt mà chưa có đông bao nhóm ạ quân chuẩn bị xô lục rú nâng mật tặng ạ nghĩa ở chân nọt nhóm ở đẹp mấy a change slide im lặng. Chọn loại bao nhóm cư mình để cho mình issue đại nơi không nâng cư general company problem. Ban nhà hàng bị chôm đại công hôn đảng pin nâng chụp nâng cư từ lửa tụm nộp chất rồi bỏ để chôn từ lửa và lửa đập hòn. Để xa dựng đăng xa ra bấy thà bị chia chôn cả bị chia cư quạt ớt sơ minh tùm nộp chất khăn ông ca tinh bởi lập hoa tam online vì bố quạt khá lại chụp hà nịp hầy hay nâng khát bê bà liên nâng thà bị kè đội nhóm chị đàm chẳng nhóm có ớt minh tùm nộp chất khăn ông ca tinh bởi lập hoa tam online đài để xa tại nhóm thua lập tinh bị bị đoan hay chụp bởi lập hoa đầy dương khóc bị ca rồng phân tập bỏ dường đôi chị tinh khó ai chẳng chung ca bị khóc xài hay sạch cả nạt ấy việc đôi khi nông để quạt thâu anh chẳng nhưng chẳng có vì thời dương nâng mặt tùm nục chất khi nông ca tinh bởi đập hoa đài hay vì có chỉ là băng mũi xâm rạp trong hôn đáng phí nơi khi nông ca tiên dược tùm nục chất à tịch chôn mặc tinh bởi đập hoa bỏ quan được khi nông ẹp hai mũi vinh tiết dương đang ấy thả bởi chi chôn dương cư miên tùm lọ mũi cư chi à tịch chôn cặp mục để xa ta quạt tinh nơi cả lại nà hai cư quạt ở ngay phạc đôi chẳng vì thời ấy bắt bạn ở các sản phẩm tiệm sạp mới hay thuê gọi nâng áp dụng dựt hay chấm pua ca prapra bèn với cứ quạt cứ chất sơ phẩm vải phi rồi này công này bị chia chôn dương nâng cứ quạt ở miền sài gòn cam ở thành địa kia này lão ấy chẳng có việc chia được băng môi sản phẩm trong hôn đằng pi đằng bài xong change lại chấm pua partnership rồi viên ăn rồi cà phê hay nâng smile shop đại sa viên miên hip hop nia đại sa chấm pua ăn rồi cà phê cứ quạt miên đo cùng vậy rồi chất sập company đại nông nâng nhóm xong lược mặc khá đôi chiều baby mo baby mo i voice hay nâng phone chấm pua smile shop vẫn cứ quạt miên tả
Smileshop nó cứ quạt miên tả 56 company đại miên đồ chia Samsung, Oppo, Panasonic, Hawaii anh chị đàm xong change slide. Trong intermediary cứ trong phố cầm hôn tiếng phí nó có viên miên phiếp khó khăn này trong phố âm rồi cả phí cứ quạt miên sở vĩ cứ quạt miên cầm hôn sở vĩ đặc trình chôn nó to luôn bỏ quạt từ căn ảnh thị chôn rồi quạt đại hai có miên sở vĩ này ca bê lôi nó đại cho rung sở hạ ca mối quạt nó đôi chìa ABA pay lôi phí pay hay viên ANZ Pen Go, ACD Dai, nâng e-money. Hai chấm bua, Smash, Smileshop, vẫn cứ quạt ban chua sử dụng nâng phí cổng hôn set thiếu, đại chỉ cổng hôn bỏ chân. Đại hai có miên sử dụng về lôi nâng đôi chìa Win, ABA, PPay hay nâng Visa chị đàm. Chẳng chờ nói bao nhóm ai lục cụ cho đo mất phẹt bỏ nhóm. Chúng tôi lực khu này, chúng tôi từng ngọt này là đó chúng tôi tên là Digital Marketing. Bộ Digital Marketing, bộ dương lực dụng từ mà chúng tôi tên là Digital Marketing sẽ được chi được bỏ cổng hôn từng phí nữa. Tìm mua nhóm xong dạy dòng phí cổng hôn ôm rồi cao phí. Trong phố ôm rồi cao phí, tên chúng tôi tìm mua cái tên là app. Đại sao tại bản này sân công Facebook chứ bản này social media mối đại miền bình chí phép hiếp nâng là bài lợi bấy nâng không ở app mua đại miễn là không ở Play Store đằng App Store đại sản phẩm và tiền chôn đi còn để prapra xem xem còn ai download vô từ prapra bán sản phẩm order và xem tham gia online để còn tầm internet đằng smartphone mua cứ còn ai tin như bán chưa chờ nên không app đằng ăn nắng đôi khi ở là bóc xem đôi khi là bóc prapra tầm khăn hay chỉ nói tp nắng cứ tiện tương từ nào phải đáp promotion nên không app lấy xa tại ăn một rồi cà phê có tay tầm promotion rồi có chạy tên là các discount xem xe nó không app rồi bỏ quát để xa ai bán chứ chờ này miền partner corporate nâng có bán discount nâng miền bộ mô sân chứ chờ hoặc bê trong sắp bật đá thì có bê bọn tiến sắp bật tiết trong prapra chẳng lắng bê bộ pháy đó hạ sắp hiện rồi hai trong phút này là tên là lottery delivery nâng cứ đôi xịt bê có bao phải chạy bình muốn nâng chạy để xa tại bây giờ ai bán bụi dương nên không stock miền chẳng thua ở bang nhà hàng tơ đường ca delivery đang miền phía dương trai chẳng bụi dương tay tại product information tại căn hiếu rồi có customer nó bây đẹp ai bán ở miền đồng stock nhất bụi dương tay tại quận miền trung được phí rồi sự ở sự bị có bao bị chạy phải lừa đang chẳng hay percent chỉ hiếu quạt ở rong chạm bán ai bán là hot ai bán miền đồng stock tại percent chỉ có rong chạm bán quạt ai ở chưa vô và cam thấy được họ ai mở tập thoại trên bàn hay chụp bụi cho nó tiện bấy cái tệ tơ tân năng ở easy way to join or be a partnership or partner sorry chụp bút chân nói này cứ sản phẩm đại cụ chỉ chờ này có bán khóc lệ cho một bộ dương nâng có ai phơi chỉ nhẹ bóng sắp hay xem xe tật can ở partner xanh tiết để có trang châu khóc lệ cho một công hôn bộ dương đôi chìa ca ở châu lụi chìa phần tập khoa nông em đang tầm mối phổ lực xa ấy rồi ngay nâng bản ánh online chạy tờ nâng mà cái thích nâng cơ viên mình phía trụng tình mình tên chẳng chúng tôi partner xanh xanh để có miền business tập tập ca rồi có tâm tập business tập bổ có ai trong sắp sai và có bằng co tập can tiền trôn ai score chẳng còn ai học về cho buổi phụ dương ba để xa ấy phụ dương miền chỉ nè miền nè partner chỉ chờ nâng nông em phụ dương nữa và hai chị đại cu đôi chỉ chờ đá hai anh lấy cho đó chỉ nói top đẹp tên tên là smile shop phụ dương vô chỉ nói đích nghĩa đi mua từ app hai chụp smile shop cái chơi vô Facebook page chỉ bom sập sai môi đá ở phù sa tại Facebook nên không thể cầm chỉ những công viên miễn phí bài là bài hai app của những ai download được trong Play Store hoặc App Store bằng cái này hay là biết hợp hợp với cái đôi khi những ai vay thầm để tụ sáp rồi có khi này chỉ một Facebook tới những ai hợp hợp app đăng bài này hay chụp post này tiếp tiếp cứ tự tên promotion chụp promotion tự tên smile shop công viên là cái nào bị xe chieng ăn một loại cà phê để xa ấy smile shop viên miễn promotion chuẩn chieng đôi chia trở lại phí và pay đó càng sắp hiện rồi tam và tập hai đại phụ dương khóc lệ chỉ mối hai ở trong phố
Smart Shop ផលិតផលវិភាគច្រើនទាក់ទងទៅនឹង electronic ហើយនិង technology ដូចជា smartphone គ្រឿងសង្ហារឹម computer ឬក៏ គ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបាយផ្សេងៗ ហើយចំពោះ បញ្ហា delivery គឺវា មាន បញ្ហា តិចជាង 182 ពលរដ្ឋអី ពលរដ្ឋ smart shop ហ្នឹងគឺការ delivery គឺមានភាពរហ័សជាង ដោយសារ ចំណាយពេលត្រឹមតែរយៈពេល 1 ម៉ោង 2 ម៉ោង ហើយយើងអាចបាន ផលិតផលហ្នឹងហើយ ហើយចំពោះ easy way to join to or be a partner ហ្នឹងក៏ វាអត់ខុសគ្នាពី L192 ដែរគឺវាមានភាពទូលំទូលាយហើយ ចំពោះ ក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ partner ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Smart Shop ហ្នឹងដែរ អញ្ចឹង we propping issue ដល់ អតិថិជន ឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ អាចងាយស្រួលក្នុងការ order ឬការផ្ញើលុយផ្សេងៗ ចំណុចខ្ញុំអស់ហើយឥឡូវសូម ដល់ចំណុចពុំអាចញ៉ាំបន្តអូខេ ជំរាបសួរលោកគ្រូសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំរំលេះដែលនិយាយអំពី the organization របស់ភាពខ្លាំងនិងភាពផ្សោយរបស់ Smart Shop និង M192 ចំពោះភាពខ្លាំងរបស់ M192 វិញ M192 មានដៃគូសហការច្រើនរហូតដល់ ចិត្ត 1000 ដៃគូ ហើយអាចឈរជើងបានរហូតដល់ 10 ឆ្នាំនាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយវាជា company បច្ចេកវិទ្យាដំបូង ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយល់ពី របៀបទិញ ផលិតផលតាម បច្ចេកវិទ্যা អនឡាញ M192 កំពុងតែពង្រីកខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជា ច្រើនហើយមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មច្រើន តាមរយៈ Facebook, YouTube, website, app ផ្សេងៗជាដើម ដែលធ្វើឲ្យគេស្គាល់ច្រើន ចំពោះ app មាន rating មាន rating ដល់ 4 បុក និងមានអ្នក like page ដល់ 4000 up 4,48,400 អ្នកជាង ឯភាព ខ្សែរបស់ M192 វិញគឺលើផលិតផល ព្រោះ ផលិតផលខ្លះ ត្រូវចំណាយពេលយូរ ដោយវាមិនមាននៅក្នុង stock ដែលធ្វើឲ្យ អតិថិជនគាត់មានអារម្មណ៍ថាយឺតយ៉ាវ និងមិន មិនរហ័សទាន់ចិត្ត ចំពោះ Smart Shop វិញ ភាពខ្លាំងរបស់ Smart Shop គឺហាង Smart Shop បានផ្ដល់អំណាចដល់សហគ្រាសតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រីក បណ្ដាញលក់របស់ពួកគេ មិនត្រឹមតែនៅ នៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង តាមព្រំដែន ដូចជា ទីផ្សារធំរបស់ប្រទេសចិនជាដើម ជាពិសេសផលិតផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដូចជា ម្រេច គ្រាប់ស្វាយចន្ទី កាហ្វេ អង្គការកាមេលីសជាដើម ដោយមាន ការគ្រប់គ្រងពីក្រុមហ៊ុន បច្ចេកវិទ្យា ដោយអស្ចារ្យ ក្រុមហ៊ុន Smart Shop កំពុងធ្វើការជាមួយនឹង ស្ថាប័ន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និង ធនាគារ ក្នុង ស្រុក ដើម្បី អភិវឌ្ឍ ប្រព័ន្ធ បង់ រំលោះ តាម ប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិក ដើម្បី ផ្តល់ជូន នៅ បទពិសោធន៍ ទិញ ទំនិញ តាម អ៊ីនធឺណិត ចំពោះ app វិញ ទើបតែ បង្កើត បាន 2 ឆ្នាំ ទេ តែ មាន rating ដល់ 4 បូក ដែល rating app ហ្នឹង វា ប្រហាក់ ប្រហែល នឹង L192 ដែរ តែ អ្នក like page បាន ត្រឹមតែ 54,400 ជាង និង follow 56,100 ជាង ដែល ខុស ឆ្ងាយ ពី L192 ចំពោះ ភាព ខ្សោយ របស់ Smart Shop វិញ គឺ app Smart Shop ត្រូវ ដាក់ ពង្រាយ ដោយ ជោគជ័យ កាល ពី ខែ តុលា ឆ្នាំ 2013 ជាមួយនឹង ចំណាប់ អារម្មណ៍ ខ្ពស់ ចំពោះ អ្នក លក់រាយ ក្នុង ស្រុក ភាគ ច្រើន ចង់ ផ្លាស់ ប្ដូរ តាម អ៊ីនធឺណិត វិញ ទោះ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ពួកគេ មិនមាន ការ គ្រប់គ្រង ផ្នែក បច្ចេកវិទ្យា ឬ មូលនិធិ គ្រប់ គ្រាន់ ដើម្បី អភិវឌ្ឍ អនឡាញ របស់ ពួកគេ ទេ App Smart Shop បាន នាំ មក នៅ រាល់ ហាង លក់រាយ នៅ លទ្ធភាព ដើម្បី បង្កើន ដើម្បី បង្កើន អាជីវកម្ម របស់ ពួកគេ លើ អ៊ីនធឺណិត រីឯ ផ្នែក យីហោ របស់ Smart Shop មិនសូវ បាន ជា ស្គាល់ ច្រើន ទេ ហើយ ប្រព័ន្ធ បច្ចេកវិទ្យា ក៏ មាន ដែន កំណត់ មិត្ត គួរ ចំណុច របស់ ខ្ញុំ មាន ត្រឹម ប៉ុណ្ណឹង បាទ ត ឲ្យ មិត្ត ភ័ក្រ បាទ ជម្រាប សួរ លោក គ្រូ ខ្ញុំ លី គឹម ឡាង ឡាង មក ត មិត្ត ភ័ក្រ របស់ ខ្ញុំ នៅ ត្រង់ ចំណុច conclusion អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយតាមមកវិញ
192 និង Smart Shop គឺជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកមួយដែលអាចគេបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នា L192 បង្កើតឡើងដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ 2010 ដោយជនជាតិខ្មែរលោកអិនវិចិត្រហើយ ចំពោះ Smart Shop វិញបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរនៅក្នុងឆ្នាំ 2018 ដោយជនជាតិចិនលោក Chek Lee អញ្ចឹង Smart Shop និង L192 ជាទូទៅពួកគាត់គឺប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង ការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិង សេវាកម្មអន្តរការីរបស់គាត់ ដោយសារតែ ទោះជាប្រជាជនខ្មែរយើងមានច្រើនហើយពួកគាត់អាចប្រើអ៊ីនធឺណិតច្រើនប៉ុន្តែប្រជាជនប្រហែលជា 78% នៃប្រជាជនសរុបពួកគាត់នៅតែអត់មានទំនុកចិត្តទៅលើការ ការទិញសេវាកម្មអីវ៉ាន់អីផ្សេងៗពីសេវាកម្មអនឡាញ ហើយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់ដឹងពីរបៀបនៃការ ប្រើប្រាស់សេវាកម្មបែបនោះឡើយ មួយទៀត តកតងទៅនឹង partnership ដៃគូនេះមួយ ក្រុមហ៊ុន L192 កដោល Smart Shop កដោលពួកគាត់ជាយើងពង្រីកខ្លួនឯងទៅតាម ដៃគូ partnership មានន័យថាធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យមាន ដៃគូសហការមានការដាក់អីវ៉ាន់ចូលទៅក្នុង app របស់គាត់កាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យ app របស់គាត់នីមួយៗហ្នឹងមើលទៅដូចអាម៉ាស៊ូនចឹងមានន័យថា ពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង app ហ្នឹងយើងចង់បានអីក៏មានដែរចង់ទិញអីក៏មានដែរឲ្យតែយើងមានចិត្តថាចង់ទិញហើយមួយទៀតឲ្យតែពេលយើងចូលទៅទោះបីយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់ទិញក៏យើងត្រូវតែទិញដែរហើយតកតងទៅនឹង សេវាកម្មអន្តរការីវិញគឺពួកគាត់ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេវាកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងអាចបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនគ្រប់សព្វ បែបយ៉ាងមានន័យថា ទោះបីជាប្រជាជនអ្នកទិញហ្នឹងនៅទីណាក៏ដោយនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយឲ្យតែចង់ទិញនៅក្នុង app ហ្នឹងគឺគេអាចដឹកបានទៅទាំងអស់ហើយមួយទៀតគឺការរងចាំពួកគេព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការរងចាំរបស់អតិថិជនហ្នឹងកាន់តែតិចទៅតិចទៅមានន័យថាកុំឲ្យពួកគាត់រងចាំយូរហើយឲ្យពួកគាត់ពេញចិត្តទៅលើសេវាកម្មរបស់ពួកគេនីមួយៗទាក់ទងទៅនឹង marketing strategy app app ទាំងពីរហ្នឹងគឺយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើការច្នៃប្រឌិត បច្ចេកវិទ្យា technology គឺមានន័យថា ពួកគាត់ខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតគំនិតថ្មីៗដើម្បីឲ្យអតិថិជនហ្នឹងមានការយល់ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់ app ហ្នឹងងាយស្រួលទៅងាយស្រួលទៅហើយដោយចូលទៅដូចអត់សាំញ៉ាំអញ្ចឹងពេលចូលទៅក្នុង app ហ្នឹងងាយស្រួលចុចងាយស្រួលយល់ហើយអត់រងចាំយូរ ផ្សេងៗ មួយទៀតតកតងទៅនឹង ការផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញ app នីមួយៗបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការផ្សព្វផ្សាយ app របស់ពួកគេដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ពីអតិថិជនដោយ ការចាប់ពង្រួនការលេងហ្គេមផ្សេងៗនៅក្នុង social media ការផ្តល់ជាកាដូឬក៏ coupon នៅក្នុង app ការបញ្ចុះតម្លៃ ទៅតាម blog អីនីមួយៗដើម្បី ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អតិថិជន ប៉ុន្តែ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពខ្លាំងភាពខ្សោយនៃ ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ គឺនៅតែមានអញ្ចឹង ចេះស្ដែងដូច app L192 បើសិនជាយើងមើលទៅការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់ចំពោះអតិថិជន គឺអត់សូវ សកម្មហើយនឹងបរិបូរណ៍នៅក្នុង social media ប៉ុន្តែបើយើងចូលទៅក្នុង app របស់គេហ្មង បានយើងមានអារម្មណ៍ថា អូ ស្អីក៏មានដែរ ហើយយើងចង់ដឹងអីក៏បានដែរ ប៉ុន្តែការផុសក្នុង Facebook លើថា ផលិតផលមួយហ្នឹងមានលក់អីគេខ្លះអីចឹង គាត់អត់សូវមានការផុសច្រើនណានេះ មួយទៀតតកតងទៅនឹង ស្តង់ដារនៃការចូលទៅប្រើប្រាស់ app ហ្នឹង app L192 បើយើងប្រៀបធៀបទៅ L192 និង Smart Shop អឺអនរកាពីនៅពេលដែលចូលទៅគាត់ត្រូវចុចនឹងបំពេញច្រើនកលៈដើម្បីបានចូលទៅប្រើនៅក្នុង L192 ហ្នឹងប៉ុន្តែបើ Smart Shopping ចូលតាមទៅអត់សូវមានការបំពេញចន្លោះអីផ្សេងទេតែអាចចូលប្រើបានដូចគ្នាហើយទោះបីជា L192 អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែសេវាកម្មការដឹកជញ្ជូននិងការវិក្កយបត្រគេគឺមានលក្ខណៈសមរម្យល្អតែឡៃ Smart Shop ក៏ថា គាត់បង្កើតក្រោយ L192 ឆ្នាំប៉ុន្តែបើមើលទៅលើការ download app rate ការ follow Facebook អីហ្នឹងក៏អត់សូវចាញ់ L192 ដែរចាក់ស្ដែងសូមនិយាយទៅនឹង rate
nơi cả download app quạt ban đào tạo buôn chơi thầm ta dạ về buôn khai cứ bia smart tư nâng hai tư nâng ơn rồi cả vì đẹp ai cả đất chính chung được bao smart shopping quạt miên ca đào tùng ngục chất đã tệ chốn đời miên viện một khuyên giải khác tinh thân ông được dạp bên bởi thân ấy ở tệ tử chôn ở tinh chất ạch đô dục lùi bình tuần tế bởi tinh thân ông dạp bê đọc răng thân ấy anh giải tham bìa tất ở tệ tử chôn ở tinh chất ạch thân ông đô là tập hoa tử dục là tập hoa ếp xe vinh của bạn tài. However, bởi xân bà dương thì mình đúng toàn sở mạch đá hào dương một miếng nhật chụp của ca nghiệp trăm thân ấy bởi dương tay dương trong hỏi chỉ vượt tạp ở digital ạch thân phí nâng cư chia chung rửa đó là ô bọc dương của học nghiệp. Trong những ai chưa rửa dụng em mùi nào của bạn đã đảo lộ tầng phí tất hay vì những cực tham mùi nào là ô chiếc dương lục mùi trao tất của bạn đã. Ok. À, con này lục hủ chung rửa nhóm ô thầm đứng ngay hay bây giờ mình phụ nhóm của ô thầm đứng ngay.